Em xin chào tất cả các bác yêu âm thanh và nghiện âm thanh. Hôm nay em rất là vui về được một lô loa JCF 5212 MK2 các bác nhé. 5212 MK2, hàng rất là đẹp để phục vụ tất cả các bác yêu âm thanh, mê âm thanh. Đấy. Thì tất cả em đều tháo ra kiểm tra vệ sinh. Tổng hôm nay là em có 5 đôi các bác nhé. Thì đây em tháo ra cho các bác đây. Đấy. Cái này em đã lắp rồi này, lắp này. Đấy, vệ sinh xong rồi này, em đã lắp qua rồi. Đấy, còn đây em đang lắp dở thì mới nhớ ra là mình phải quay video. Quay video thì thôi, sắp ra phải quay cho các bác cùng xem nhá. Tất cả hàng thì nói luôn, hàng đắt tiền, zin xịn thì cái đấy khỏi phải bàn. Đấy, đến với bên em, hàng đắt tiền thì em nói luôn là zin xịn, cái đấy không phải bàn. Đấy, bàn cái đầu tiên là về cái mức giá, cái thứ hai là về cái độ đẹp, thế thôi. Đấy. Hàng này thì còn mướt mát các bác nhá, đẹp, tương đối đẹp đấy. Phải nói là cái lô này cũng còn tương đối đẹp. Đây các bác nhìn cái check này, nhìn nó này phê không? Bát đây, bát nào như bát nào, rất là đẹp đúng không? Đây chưa vệ sinh luôn nhá, bát này còn chưa lau chùi vệ sinh luôn. Đấy. Rồi, nhập tạm thêm cái bát này nữa này. Đẹp chưa? Mướt mát chưa? Made in Italy. Đấy. Thì đối với những cái dòng JCF 5212 thường MK2, MK3 thì nó đều là xương bốn chấu các bác nhá. Nó chỉ là bát bốn xương thôi. Đây bát này. Và nó là bát chỉ có JCF, chỉ lắp trên những đôi loa JCF mới có. Được chưa? Còn những đôi loa hãng khác thì sẽ không bao giờ được sử dụng những cái dòng bát này. Bởi làm sao? Vì đây là hàng của hãng sản xuất riêng cho giờ loa giờ xe, chứ nó không bán đại trà. Và hàng này là 100% được sản xuất và lắp ráp tại Ý các bác nhá, Italy, tại Ý. Hầu cầm nó chất lắm, cái xương rồi là mọi thứ nó phê pha. Rồi. Đây thì quay bên trong các bác cùng xem. Check đây các bác nhá. Đẹp mượt mát luôn. Bên trong đây phần tần. Các bạn nhìn này, hàng xịn đi. Chả có gì phải bàn nữa rồi. Nhìn phát biết ngay. Các bạn nhìn phát biết ngay. Đây. Đây. Đều rất là đẹp các bạn ạ, còn đều rất đẹp. 2015. Hôm nay 2015 2016 còn đều rất là đẹp. Đây. Tần đây, đều rất đẹp các bác nhá, mướt mát luôn. Đây, giờ xếp 5212 MK2, các bác nhìn cái công tắc này nó rất là mới, sáng choang luôn. Đấy, công tắc còn sáng choang luôn. 5212 MK2. Made in Italy. Đấy, được chưa? Ui giời, mệt mát quá. Phê pha. Này. Các bác nhìn thấy thế nào? Mê không? Nhìn thấy đã mê, em cũng mê chứ không phải các bác mê nữa. Chất âm thì không có gì để nói. Em phải nói nhé, không có gì để nói. Có rất là nhiều bác em lại phải chia sẻ thêm một chút. Ngồi xuống nói chuyện chia sẻ thêm một chút với các bác. Có rất là nhiều các bác bảo là giờ CF bỏ ra 30 mấy triệu mua giờ CF thì mình đắn đo suy nghĩ nên mua những đôi loa nào, đúng không? Thì em cũng phải chia sẻ và phân tích với các bác. Mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau, mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau. Với hơn 30 triệu thực sự là các bác không thiếu gì loa để mua. Em nói thật luôn, không thiếu gì loa để mua. Nhưng tại sao các bác vẫn yêu giờ xe? Với phân khúc loa châu Âu gọi là hàng VIP, bát 30 giờ CF là một mẫu loa giá hợp lý nhất. Thấy chưa? Hợp lý nhất mà đem lại công suất và âm thanh mạnh mẽ nhất. Đấy. Và đối với vocal để hát thì nó luôn nằm trong top những con loa hát phê
Em nói là phê luôn chứ không phải là hay nữa. Đấy, các bác với tầm tiền các bác có thể là hơn 30 triệu các bác có thể đầu tư được JBL, đúng không? JBL hơn 30 triệu thì các bác nghe ok, ngon. Đấy. Còn hát thì em bao con này nó hát hay hơn. Nó mạnh hơn, nó gấu hơn, nó chất lượng hơn để về hát. Còn nghe thì JBL nó sẽ có một cái gì đấy nó lôi cuốn các bác hơn, nó dễ chịu hơn một chút. Còn đối với RCF nó là một dòng loa chuyên nghiệp để dành cho karaoke, chưa? Chuyên nghiệp để dành cho karaoke. Các bác thấy, các bác cứ nếu bác nào mà thường xuyên xem những các cái buổi ca nhạc hát live của các ca sĩ, đánh live band của các ca sĩ hạng A nhá. Những ví dụ như Hà Nhi này, Hà Anh Tuấn này, Tuấn Hưng này, đó, những ca sĩ hạng A đi. Thì những cái live show đấy thì em khẳng định với các bác luôn 90% là họ sẽ sử dụng những đôi loa RCF. Tại sao? Tại sao họ không dùng những hãng loa khác? Đấy, các live show đấy ca sĩ thực ra là rất nhiều tiền mà. Đấy, thuê ca sĩ cả 100 triệu được. Cái đôi loa, vài đôi loa đối với họ bình thường. Đấy. RCF người ta vẫn là một cái sự lựa chọn. Thứ nhất, cái mức đầu tư ở cái mức rất hợp lý. Cái thứ hai là cái chất âm đem lại nó rất phù hợp với đại đa số người châu Á các bác nhá. Đại đa số người châu Á. Nên tại sao về cái âm thanh hát, em nói luôn là hát luôn đi, RCF vẫn là một cái sự lựa chọn thực sự là đáng tiền. Đấy. Ở RCF thì nó sẽ cùng phân khúc có FPT. Đấy. FPT nhá, còn đừng so sánh QSC ở đây. QSC thì không thể nào bằng được bọn này và FPT đâu. Đấy, FPT giá nó cũng xem xem đấy. FPT thì nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, còn RCF thì nó mạnh mẽ hơn. Mồm nó gấu hơn. Rồi, ok. Thì em sẽ đi tiếp theo về những cái đôi 5212 này để cho những bác nào mà chưa tìm hiểu kỹ về 5212 thì sẽ tìm hiểu nhé. Thì ở đây nó sẽ sử dụng một chiếc bát 30 côn 7.6. Ở check này nó sẽ sử dụng một con check côn này 7.2 các bác nhé. Check người ta gọi là check 750 nhưng nó là côn 7.2. Nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh. Đấy. Thì em sẽ đi em tháo một chiếc check cho các bác cùng xem đi. Đây. Em vẫn còn để đây bát này. Đấy, chưa đã lắp nốt đâu. Đấy, để cho các bác xem. Nó vẫn đều đồ đẹp lắm. Em thì em cẩn thận nên cả là tất cả những cái hàng về thì em đều phải kiểm tra rất là kỹ cho các bác, kiểm tra từng con check. Được chưa? Từng con check, từng cái bát cho các bác làm sao để nó hoàn hảo nhất. Đấy, vì đôi loa nó cũng giá trị mà. Đôi loa nó ngang với cả một con Vision đấy chứ nó không rẻ tiền đâu, ngang cả con xe máy đấy chứ nó không rẻ tiền. Nên luôn luôn em đều phải rất là kỹ càng. Phải nói một câu là rất là kỹ càng. Từng con check, đấy, ốc, ác, nau, chùi phải vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Các bác nhé. Rất đẹp. Chờ, rất đẹp. Check còn rất đẹp luôn. Đấy. RCF made in Italy. Không có gì để chê nữa rồi đúng không? Đây, từ cái check còn sáng, sáng bóng. Cái check này thì bọn em đã kiểm tra rất là kỹ hết rồi các bác nhá. Và bọn em thực ra là bọn em cũng không khuyến cáo các bác tháo ra đâu. Đấy. Còn bác nào biết tháo, kỹ thuật tháo thì có thể là tháo ra ngắm kiểm tra. Nhưng bọn em khuyến cáo là không nên. Bởi vì chẳng may khi các bác đặt vào ấy, nó chỉ cần nó cong nhẹ cái côn này này. Đấy, là coi như cái loa của mình thành dở hơi. Đấy là em phải chia sẻ thật, nên mà em không khuyến cáo các bác. Đấy, bọn em thì tất cả những cái mặt hàng, kể cả hàng bình dân cho đến hàng cao cấp, khi đến tay bọn em đều được kiểm tra rất là kỹ. Đấy, được kiểm tra rất là kỹ để đảm bảo cho các bác là được một cái đôi loa nó hoàn hảo nhất. Đấy. Về làm sao các bác cứ thế các bác dùng thôi. Dùng 3, 5, 5, 5, 7, 5 hay 10 năm. Đấy, đều rất là ok, không phải suy nghĩ. Chứ còn về cái vấn đề tháo ra thì bọn em không khuyến cáo nhiều.
Vì bởi vì bây giờ các bác mà tháo ra chẳng may nó có một vấn đề gì đấy nó xảy ra thì nó khi mua linh kiện thay thế nó cũng rất là khó mà nó đắt các bác ạ. Đấy thì bọn em không khuyến cáo. Cái này bọn em đã tháo ra, bọn em kiểm tra rồi thì các bác cứ thế về các bác dùng thì nó ok nhất các bác nhé. Những đôi loa nó đẹp, không có gì để bàn cãi cả, đúng không? Không có gì để chê trách, không có gì phải bàn cãi nữa. Thì cái lô này, bây giờ em sẽ báo giá cái lô này cho các bác nhé. Thứ nhất là tiền tệ tầm này nó cao. Cái thứ hai là dòng này dòng MK2 nên mua nó cũng cao. Đối với dòng trơn, ngày trước em bán cho các bác với giá là khoảng 32-33 triệu một cặp. Đấy, thì xin phép các bác, cái lô này em bán cho các bác với giá là 37 triệu của một cặp. Các bác nhé, 37 triệu một cặp. Đấy, thì thực ra là bọn em nhập lô ở tầm nào thì có giá ở tầm đấy thôi. Chứ còn có những lô đắt, có những lô rẻ thì các bác cũng phải thông cảm. Các bác nhé, MK2, RCF 5212, MK2 mới gần 100 triệu của một cặp. Đấy, bãi 37 triệu một cặp. Bác nào có nhu cầu, alo cho em qua số điện thoại 0978 790 655. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.